Cấu hình máy phát điện chạy xăng 3 kW bù răng. Động cơ 4 kỳ với công suất cực đại 3,5 kW. Máy chạy ổn định với dòng điện 220 V, tần suất 50 Hz phù hợp với các thiết bị điện được sử dụng trong nước. Hệ thống khởi động bằng giật tay. Dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng, tiện lợi khi bảo dưỡng sản xuất đồng bộ theo dây chuyền và công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định. Nút điều chỉnh và nơi gắn dây điện thuận tiện trong vận hành và dễ dàng thao tác. Những lưu ý khi sử dụng máy phát điện: thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu nhớt và khoang làm mát, đồng thời tuân thủ việc bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Làm theo hướng dẫn sử dụng và các chú ý từ nhà sản xuất và đơn vị phân phối trong quá trình vận hành, bảo quản và lắp đặt máy phát điện ở vị trí khô ráo, thoáng mát. Và tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc trong điều kiện không gian ẩm ướt. Không tiếp nhiên liệu trong lúc máy đang hoạt động hoặc khi máy đang nóng, tránh cháy nổ. Khởi động máy mỗi 2 tuần một lần nếu không sử dụng thường xuyên.